Rồi, ok. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái video hướng dẫn Solid World. Thì trước đó cũng khá là lâu rồi, thì mình đã có đưa cho các bạn một cái video hướng dẫn về cái bàn. Thì hôm nay thì mình cũng sẽ đưa ra một cái video hướng dẫn một cái tương tự như vậy, nhưng mà đó là một cái bàn này, thì cái bàn này nó có kèm theo cả cái chỗ ngồi nữa, là cái bàn kết hợp với ghế chung trong một sản phẩm. Đó, thì nó sẽ có các kích thước như thế này. Đó. Thì các bạn sẽ thấy nè, đó, các bạn sẽ để ý ha, là đây, sản phẩm của mình đang có kích thước tổng là 400, đây, chiều dài của nó là 400 nè, chiều ngang của nó thì ở đây thì nó hiện là 3.7, đó, nhưng mà chỗ này các bạn thấy là nó là 200 nè, và cái mép ngoài cùng là 200, cho nên là cái này nó sẽ là một cái hình vuông 400 400 nhân 400. Thì ở đây nó sẽ có ghi chú độ dày của cái tấm này là 18, đó, tấm này 18. Nhưng mình sẽ làm tròn nó thành 20 luôn để cho nó đẹp ha, cho nó đẹp sản phẩm ha. Rồi, ok, thì đây là kích thước. Và khi mà các bạn có nhu cầu chuyển qua thiết kế những cái sản phẩm rời giống như thế này, trong ngành của mình thì mình kêu là sản phẩm rời. Đó, thì chuyên về sản phẩm này thì nó vẫn là đồ nội thất, rồi nó cũng có thể là đồ ngoại thất, tức là đồ ngoài trời á, chứ không phải kêu là đồ ngoại thất nữa, kêu là đồ ngoài trời và đồ nội thất. Thì những cái đó thì nó đều thuộc là nội ngoại thất khác nhau, nhưng mà nó sẽ được phân ra là dạng như là đồ rời. Đồ rời là một cái mảng riêng thuộc nội thất, chứ không phải là nó là nội thất ha. Nội thất nó có nhiều mảng, như là thiết kế không gian, decor trang trí và sản xuất đồ rời là một trong những cái mảng thuộc nội thất hoặc là ngoại thất. Thì tùy thuộc theo những sản phẩm mà bạn nằm thiết kế nằm ở trong nhà thì nó sẽ kêu là nội thất, nhưng mà những sản phẩm nào mà để được ở ngoài trời để mà họp mặt rồi ăn uống barbecue rồi đó thì nó sẽ kêu là đồ ngoài trời, đồ rời ngoài trời, đồ rời nội thất, hiểu không? Rồi, trong cái mảng này thì các bạn sẽ không cần phải render quá đẹp, không cần phải phối cảnh thật là đẹp, các bạn chỉ cần hiểu đúng cái kết cấu của nó và đưa ra cái kết cấu cũng như là phối hợp với xưởng để làm sao có thể sản xuất được cái sản phẩm này với cái giá thành tối ưu nhất, rẻ nhất có thể, nhưng mà sản phẩm thì vẫn chất lượng ha, được ha. Dạ, thường đồ rời này thì nó sẽ có trong nước và xuất khẩu, nhưng mà đa phần là làm xuất khẩu thì sẽ các bạn sẽ được tiếp cận với những cái kết cấu nó chất lượng và kiểu dáng nó tốt hơn. Còn đồ trong nước thì thường là đồ sản xuất hàng loạt và giá mềm, cho nên là cái kết cấu của nó sẽ không được như ý muốn của các bạn lắm. Nó sẽ làm sao đó để cái giá rẻ nhất, dùng vật liệu rẻ nhất ở bên trong và tô điểm ở bên ngoài bằng các dạng như là phụ kiện hoặc là những cái lớp sơn phớt đồ để che mắt đi những cái khuyết điểm ở bên trong. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu với cái sản phẩm này. Thì trong video này mình sẽ cố gắng dựng nhanh cái sản phẩm này và mình sẽ xúc các bạn vẽ cho các bạn. Thì ở trong video này những cái sản phẩm, những cái part mà mình làm thì mình đã đều có những cái template mẫu hết đó rồi, cho nên là nó sẽ có một số cái là các bạn khi các bạn làm theo video này thì nó không có trong máy của các bạn, tại vì nó không được setup sẵn. Của mình thì mình đã setup sẵn mọi thứ rồi, cho nên là tốc độ khai triển nó sẽ nhanh hơn, ok ha. Rồi, vậy đầu tiên là mình sẽ, khi mà các bạn nhìn vào một sản phẩm như thế này thì các bạn sẽ bị rất là rối, các bạn không biết vẽ cái gì trước và hầu như là nó không đủ thông số đối với một người mới bắt đầu, hầu như là nó sẽ không đủ thông số với một người mới bắt đầu. Cho nên là các bạn sẽ phải hình dung những cái đối tượng này nè, nó theo kiểu một cách là một cách thoáng hơn, tức nghĩa là nó không như cơ khí hoặc không như điện là nó bắt buộc phải là có đầy đủ kích thước, ghim đầy đủ kích thước cho các bạn. Mà thường thì trong lĩnh vực đồ gỗ này nó riêng và những cái sản phẩm mà đồ rời nói chung á thì nó chỉ có như là kích thước thôi, còn lại một số kích thước khác thì chúng ta có quyền tự cho và không có ai bắt bẻ các bạn về điều đó hết, chỉ cần nó hợp lý là được. Còn nếu nó không hợp lý thì người ta sẽ góp ý cho bạn thôi, chứ người ta sẽ không có đánh giá là thằng này vẽ sai kỹ thuật, sẽ đúng kỹ thuật hay là vẽ gì đó, thì ta không có đánh giá, là chỉ đánh giá là sản phẩm nó có khả năng sản xuất được hay không thôi. Rồi, đầu tiên hết là các bạn sẽ có cái hình như thế này, rồi các bạn sẽ đưa nó vào trong một cái vùng giới hạn. Đó, thì mình sẽ có sẵn một cái vùng giới hạn. Thì trong cái vùng giới hạn này thì nó sẽ có ba kích thước là dài, rộng, cao. Thì các bạn sẽ nhập kích thước vô. Như mình nói hồi nãy thì nó sẽ là 400 và 400 đúng không? 400 và 400. Rồi, việc nhập kích thước như thế này á, nó sẽ giúp cho các bạn một điều, đó là các bạn sẽ giới hạn được
nó hình dung được cái những cái biên dạng, những cái điểm đầu điểm cuối cũng như là điểm trên điểm dưới của cái sản phẩm của mình. Rồi ví dụ như bạn nhấp qua hình chiếu đứng chẳng hạn thì bạn sẽ biết là à cao độ nó tới đây là dừng. Đó, mình mải mê mình vẽ quá mà mình không để ý cái cao độ thì mình sẽ thấy là à, cao độ tới đây là dừng. Rồi ví dụ như bên mặt chiếu cạnh đi thì các bạn sẽ thấy là à tới đây là chiều, ở đây là mép đầu của nó nè, đây mép cuối của nó nè. Đó, thì mình sẽ dựa vào những cái đường giới hạn này để mình tính toán và mình thiết kế lại sao cho nó chuẩn. À, được ha. Rồi ở trong đây thì mình sẽ sử dụng một cái tính năng, đó là mình sẽ có thể sử dụng tới Wellman để mình dựng những cái chân ghế này. Mình sẽ vẽ Wellman để mình dựng cái chân ghế này. Rồi thì các bạn sẽ thấy là nó có chỉ có là chiều cao đó là 200 thôi. Đây chiều cao 200. Ở chiều cao 200, 200. 200. Rồi, ok, chúng ta sẽ bắt đầu ha. Thì đầu tiên là mình sẽ chọn cái mặt. Đây mình sẽ quay về hình chiếu chụp đo. Giờ mình sẽ dòm coi cái hình này cái hình chiếu chụp đo là nào thì nó đang mình chiếu cạnh đi chẳng hạn thì mặt chiếu này là mặt chiếu đứng nè. Đó. Thì cái hướng của nó quay như thế này á, thì mặt chính diện là mặt rong của mình, đúng ra mặt rong của mình dòm á, mình sẽ vẽ từ đây tại vì nhiều chi tiết nhất thì vẽ từ mặt này nè. Thì cái mặt này thì hiện tại là nếu xét theo hình chiếu chụp đo của mình á thì bên đây là hình chiếu cạnh nè, bên đây là chiếu đứng nè, ở trên đây xuống là hình top nè. Đó vậy chiếu theo bên cái thằng SolidWorks á thì cái mặt bên đây là đang là mặt rong của cái ghế nè, đây là mặt cạnh nè, và ở trên xuống là cái mặt top nè. Đó thì mình sẽ chọn là mặt bên đây để mình vẽ những cái chi tiết cạnh. Đó thì nó sẽ là mặt rong đúng không? Rong. Rồi, ở mặt rong này thì mình vẽ cái gì? Như nãy mình nói mình sẽ dùng cái tính năng là Wellman để vẽ vô cho nên là mình sẽ đi thẳng một lèo luôn. Mình vẽ nguyên một cái cây lên luôn. Rồi cái cây này chỉ tới đây thôi. Và nó sẽ cách cái thằng này là 20. Tại vì nó là 380 đúng không? Nên cách này là 20. Rồi cái đoạn đây gì vẫn là 200. Không thay đổi. Rồi ở đây chúng ta sẽ có nhìn thấy thêm một cái đoạn nữa, đó là đoạn 100, khoảng cách 100 để vẽ hai cái trụ ở đây. Rồi thì khoảng cách 100 hai cái trụ ở đây thì ở đây nó cứ ghi trụ này là 40 nè, 40 40 thì hai bên 40 thì tổng chiều dài của nó sẽ là 180 đúng không, 180 cho cái đường ngoài cùng. Thì các bạn có thể vẽ đường 180 vô đây đó, giờ 180 đó, được chưa? Rồi thì cái điểm này nó cũng sẽ bằng với lại cái thằng này đó, điểm này cũng sẽ bằng với thằng này đó. Còn mấy cái cạnh này thì lát hồi mình cho nó xong, mình cho nó cái kích thước xong đó, không có vấn đề gì hết. Rồi mình tạm thời khái quát ra là mình đã có được một cái chân, hai cái chân, ba cái chân, bốn cái chân, hai cái chân này nữa là sáu cái chân, cộng với hai cái thanh ngang này nữa là tám cái. Tám cái đều là dạng 40-40 hết, kích thước nó là 40 x 40. Chúng ta sử dụng gỗ là 40 x 40. Tại vì ở đây nó có ghi nè, ở đây nó có ghi là 40 x 40 nè. Rồi nhưng mà cái chỗ hồi nãy mình vẽ thì nó ghi là 380 và một cái chỗ là 370, trong khi cái mô đồ của mình á thì mình đang vẽ là 400, vẽ full 400 đó. Cho nên là bây giờ mình sẽ giật vô, bây giờ mình sẽ giật vô, mình sẽ xóa ràng buộc ngay đây đi để mình giật cái đối tượng này vô đó. Mình xóa ràng buộc ngay đây để mình kéo đối tượng này vô, làm cho nó thẳng hàng. À, chỗ này cũng vậy, chỗ này cũng vậy, kéo đối tượng này vô nè. Đó rồi ngay đây thì mình sẽ xóa đối tượng này đi để mình kéo đối tượng này vô. Rồi điểm này với điểm này sẽ nối nó lại ha. Rồi nhanh nhất thì mình sẽ ghim là mỗi bên là 30 đúng không, mỗi bên là 15 chứ, mỗi bên là 15. Rồi bên này là 15. Đó, thì mình sẽ đảm bảo được cái 370. Đảm bảo được cái 370. Rồi, bây giờ thì giờ chúng ta có một cái điểm nữa, đó là cái này là 380. Hai cái chân này là 380. Rồi, cho nên là mình sẽ thoát lệnh này đi. Đó, mình sẽ kéo cây lịch sử của mình lên. Rồi, mình chọn Run Cover để coi nó nằm đâu, ở đây. Mình sẽ đè control cho mình kéo ra một cái mặt. Mình sẽ cho nó là 10 ly đúng không? 10 ly. Vô trong, nó chạy vô trong đây. Ok rồi mình tạo ra một cái plan như thế này rồi đó. Thì sketch của mình nó hiện tại là nó đang ở run cover, có nghĩa là nó đang ở cái mép là 400 400 luôn, còn mình đang muốn nó về, nó thụt vô 10 ly mỗi bên.
thì nó sẽ chạy thành 380 đúng không? Thì cái sketch 1 này mình sẽ edit sketch lên lại, mình chọn vào cái lens 1 này, click OK. Thì cái đối tượng của mình nó sẽ thụt vô nè. Đó, đối tượng mình sẽ thụt vô. Rồi, OK, tới đây là mình chốt hạ được rồi. Thì lúc mà mình vẽ xong á, cái mình mirror qua một cái nữa là OK. Rồi, thì bây giờ mình sẽ sử dụng của mình nè. Thì cái này á, là cái mà mình đã có setup sẵn rồi. Đó, tức nghĩa là mình đã có những cái raw file gỗ sẵn trong đây rồi. Thì mình chỉ việc là khởi chạy nó thôi. Đó, mình sẽ có là... không có 40. Không có 40. Rồi, mình sẽ lấy là 30 để lát hồi mình sửa lại ha. Mình lấy 30 hoặc 35 đi. Lấy 35 đi để mình lát hồi mình sửa lại. Rồi. Đó, những cái raw file này là tự động với các bạn. Tại vì mình không có sẵn 40. Mình nhớ là mình có làm nhưng mà bây giờ nó không có hiện trong đây. Thì mình sẽ lấy 35 đỡ. Rồi sau đó mình có thể là mình sẽ đổi lại thành 40 sau. Đó, đổi cái thước nó lại thành 40. Còn không thì mình sẽ để thành 35. Để như 35 như vậy. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vẽ nè. Vẽ. Như vậy thì OK, mình sẽ vẽ ha. Vẽ cái này. Rồi, ở chỗ này. Cho tới đây thôi ha, tới đây thôi. Rồi. Cái nhỏ này là vị trí ngay đây là nó đang nằm ở chính giữa nè. Và mình cần không cần nó nằm chính giữa mà mình đang tính cái thông số của mình 380 370 là nó là phủ bì. Nó là mép ngoài cùng luôn. Cho nên là mình sẽ sử dụng cái tính năng là locate profile nè, mình đẩy nó vô. Đó, thì nó sẽ đi vô. Rồi, chỗ này mình không có cắt chéo, mà mình cắt vuông góc thì mình sẽ cắt như thế này. Đó, cắt vuông góc như chỗ này. Thì ở đây nó cắt sao thì mình cắt y vậy. À, đây nó cắt dọc. Cái dọc lên thì mình đổi vị trí lại. OK. Rồi mình tiếp tục new group để mình chọn đối tượng thứ hai. Rồi cái đối tượng thứ hai này mình cũng vậy, mình cũng sẽ là locate profile và đẩy nó về vô trong nè. Đó, được chưa? Rồi tiếp tục tới cái đoạn này. Cái đoạn này thì mình cũng sẽ y chang như vậy, mình sẽ đẩy nó vô trong luôn. Đó, đẩy nó vô trong luôn. Rồi, OK. Đó. Rồi thì mình sẽ coi cái thước nào, khoảng cách mặt này với khoảng cách mặt này nó đang là 110. Đó, tại vì của mình là 40 thì nó mới đúng 100, còn này đang là 35 thì nó sẽ bị thiếu 5 ly mỗi bên thì cộng lại là 110 được ha. Rồi thì tới đây á, mình có quyền là mình sử dụng cái tính năng đó là mirror, mình mirror qua cái mặt wrong lens ha, mặt wrong lens. Rồi chọn cái khối này. Đó, mình mirror qua. Rồi mình click OK. Thì mình sẽ được cái khối tiếp theo. Đó, cái dàn khối tiếp theo. Rồi, tới đây thì mọi chuyện nó đơn giản hơn nhiều rồi. Tới đây mình có thể sử dụng nhiều cái dạng khác. Rồi, OK, để bây giờ mình check lại cái thằng này coi là mình có cái mình có 40 ha. Thôi mình có 40 mà mình quên vị trí ha. Rồi mình sẽ chỉnh này là 40 rồi nè. Đó, rồi tiếp theo mình sẽ kiểm tra lại cái vị trí này coi nó đúng 100 chưa. Rồi không hết 14. Rồi OK, mình sẽ sửa cái này lại. Đây cái điểm này, đây cái group 3 của mình, đó nó đang ngay chính giữa. Mình thì không muốn nó ngay chính giữa mà mình muốn nó ngay cái tim ngay đây. Rồi cái group 2 cũng vậy. Cái group 2 là nó cũng... Cái group 2 là nó sẽ locate raw file đổi lại. Tại vì mình đã đổi cái raw file á. Mình đổi cái raw file thì khi mà mình đổi như vậy á, thì nó sẽ bị lệch cái vị trí chạy raw file. Cho nên mình sẽ bắt buộc mình phải định vị lại cái vị trí raw file của nó cho nó hợp lý. Rồi click OK. Đó, thì mình đã có ghế hoàn chỉnh, gần hoàn chỉnh rồi nè, có bộ xương của nó rồi, bộ xương của nó rồi. Đây đúng 0.1 là 100 nè. Đó, OK rồi. Rồi tiếp theo là mình sẽ làm tiếp những cái thanh ngay chỗ này. Thanh này 40 nè, đây 40. Thì theo cái hình này nè, là tất cả đều là dạng 40 ngay chỗ này hết. Nhưng mà đối với mình nha, là nếu một sản phẩm thực tế ra thì người ta sẽ không để 40 như thế này. Có nghĩa là những cái đoạn mà người ta thấy được, đây những cái đoạn này người ta thấy được, chỗ này thấy được,
thì có khả năng là người ta sẽ giữ là 40. Nhưng những cái tấm này nè, những cái tấm này nó bít ở trong, người ngoài nhìn vô họ sẽ không thấy rõ, thì những cái tấm này họ sẽ có bề rộng là 40 nhưng độ dày chưa chắc là 40, độ dày có thể là 25 40 hoặc là 20 20 tùy ha. Đó, cho nên là thường cái chỗ này là mình sẽ để là 25 40, đây cũng 25 40, đây cũng 25 40. Rồi, mình sẽ bắt đầu dựng hình nha. Rồi, đầu tiên hết là mình sẽ dựng ở chỗ này. À, mình cũng vẽ hình thôi. Này, tại vì cái video này là mình lợi dụng tính chất của Wellman mình để mình xử lý sản phẩm mà. Cho nên là mình chỉ vẽ đường thôi chứ mình không có làm gì nữa hết. Rồi chỗ này cũng vậy, chỗ này mình cũng sẽ vẽ cái đường qua. Đó, vẽ cái đường qua đây. Rồi. Đó, đường qua đây thì hồi mình làm một cái mặt nữa là mình mirror qua là xong. Còn chỗ này thì mình sẽ vẽ một cái sketch ở đây. Đó, sketch ở đây. Rồi ok, sau khi mà mình vẽ xong rồi đó thì mình có thể tắt cái 3D này đi để cho nhìn nó gọn. Rồi tắt cái sketch này đi, nếu như mình cảm thấy là mình không còn gì để sử dụng lại lại thì mình sẽ tắt đi. Đó, rồi mình sẽ check cho với mình. Rồi mình sẽ chọn đó là 25 40 ha. Thì nhắc lại ha, những cái này là những cái mà mình đã thiết lập sẵn, nó có sẵn. Rồi các bạn muốn thiết lập thì các bạn sẽ tìm tới cái những cái video mà hướng dẫn về tạo profile Wellman á, thì các bạn sẽ xem những video đó để mình biết cách tạo những cái profile này. Rồi tiếp tục mình sẽ chọn những cái đường ở đây. Rồi mình sẽ chỉnh profile lại. Cái này là do mình có làm kỹ cho nên là mình sẽ chọn từng cái rồi mình sẽ điều chỉnh locate profile. Còn những bạn nào mà các bạn làm quen rồi và các bạn ok rồi á thì các bạn sẽ có một lựa chọn nữa là các bạn chọn hết luôn rồi các bạn sẽ chỉnh sau, các bạn cho nó ra khối hết luôn rồi các bạn chỉnh lại sau. Rồi ở đây chúng ta sẽ sử dụng lệnh mirror thì mình sẽ tạo cái mặt phẳng phụ từ đây qua đây, cái mặt chính giữa để mình có thể mirror được cái đối tượng cái cục này body qua bên đây. Rồi còn phần hai cục này á, thì nó đã có cái mặt ở đây rồi, cái mặt ron ở đây để mình bắn qua rồi cho nên mình không cần tạo mặt phụ ha. Rồi cái chỗ này ok đó. Rồi do tính chất của cái ghế này nè, cái ghế này thì nếu bạn nhìn vô bạn sẽ không thấy được những cái chi tiết bên trong, ví dụ như nó có bắt ke góc vô trong hay không thì bạn sẽ không nắm rõ. Nhưng mà thông thường những cái sản phẩm này á, nó đều có ke góc hết. À, những sản phẩm này đều để đảm bảo cái tính cứng vững và không bị nghiêng lắc á, thì nó đều có ke góc hết. Ha, nó đều có ke góc hết. Rồi, nhiệm vụ của mình là mình để ke góc vô thôi. À, nhiệm vụ của mình là mình sẽ để cái ke góc vô. Rồi, cái tấm này là cái tấm 200. Cái tấm 200. Rồi, ở đây cũng là cái tấm 200 luôn. Rồi, nhưng mà cái khoảng cách á, thì một cái là khoảng cách là 200 và cách 10 ly, còn một cái là khoảng cách là 200 cách 20 ly. Đó. Rồi, như vậy thì nó dễ đoán lắm tại vì ban đầu cái chân của mình đã chừa theo đúng như cái hình vẽ này rồi thì trên đây mình chỉ vẽ ngay cái mép 400 400 của mình thôi là ok. Đó, nó không có cái gì thay đổi hết. Rồi, nhưng cái thay đổi ở đây có nghĩa là cái tấm này nếu mà bình thường mà các bạn để cái tấm 200 á thì nó to dữ lắm. Nó bự chành bành luôn, nó to. Thì thường thì chúng ta không có nhiều gỗ để chúng ta có thể có nguyên một cái tấm nguyên khối mà 200 nhân 400 như thế này. Thường thì chúng ta một là chúng ta sẽ ghép gỗ, hai là chúng ta sẽ chẻ cái mặt này ra thành nhiều tấm. Thì cụ thể ở đây mình sẽ chẻ cái mặt ra này ra thành cỡ 4 tấm. À, chẻ cái mặt này ra thành cỡ 4 tấm. Mỗi tấm đó là 25 40. À, không, mỗi tấm sẽ là 20 30 hoặc là 20 40. Đó, thì tại độ dày của nó đang là 20 mà. Rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay lại với cái hình của mình. Đó, mình sẽ tắt cái blend này đi tại vì mình không xài cái blend này nữa. Rồi mình sẽ bật cái 3D này lên. Rồi, mình sẽ chọn trên cái mặt ở đây. Tạo sketch ha. Rồi mình sẽ thấy nè là ngay chỗ vị trí bên đây nè. À, vị trí này là cái đường này nè thì mình sẽ đo thử nha. Rồi. Thì đây qua đây là 15 nè. Đó, 15. Rồi. Ok chưa? Đó, thì chỗ này ra đây. À, mình sẽ vẽ cái đường đi tại vì nó không đo được, vẽ cái đường đây. Từ đây ra đây là 10 nè. Đó, đúng rồi đó, nó đúng theo cái hình của mình rồi.
Thì việc của mình bây giờ đó là mình sẽ vẽ một cái hình chữ nhật từ đây chạy sang đây, kéo ra thuốc ngoài đây luôn đúng không? Giờ mình chỉ cần nhập cái kích thước nữa đó là 200. Đó. Giờ như mình nói đó thì mình sẽ chia cái mặt này ra thành hai ba đoạn. Chia cái mặt này ra thành nhiều nhiều phần á, kêu là nhiều phần bằng nhau á. Rồi, thì những cái phần này thì mình sẽ thiết lập. Đây mình sẽ coi là cái hình ha. Khoảng cách này đây là 180. Rồi, 100. Ok. Rồi, ở đây nó đang muốn đó là mình có một cái kích thước đó là khoảng cách là 20 từ cái chân này ra cái mặt này. Rồi, cho nên là cái vị trí mà bắt dính này nè, mình sẽ không để bắt dính nữa. Mình sẽ không để bắt dính nữa mà mình sẽ liên kết ra chỗ này. Đây, liên kết ra chỗ này ra 20 nè. Đó, rồi chỗ này nó sẽ dính lại nè. Đó, được chưa? Cái này nó sẽ dính lại. À, nó dính lại. Rồi, ok ha. Đó. Rồi, vậy thì ngay chỗ này nè, mình bắt đầu mình chia cái đoạn, chia cái hình chữ nhật của mình ra. Thì như mình nói là mình sử dụng tính năng quay mình, cho nên là mình sẽ không có vẽ hết nguyên cái hình chữ nhật, mà mình chỉ vẽ những cái đường, những cái đường dẫn để có thể khởi tạo nên cái hình chữ nhật thôi. Đó, giờ khởi tạo nên cái đường dẫn để chúng ta tạo quay mình. Thì ở chỗ này mình sẽ sử dụng tính năng là xếp mình để cắt cái đoạn này ra thành cắt ra thành ba cái, đây là bốn bốn mặt, bốn tấm đúng không? Cắt ra ba cái là bốn tấm. Rồi bốn tấm vậy mỗi tấm nó sẽ là 50 đúng không? Mỗi tấm sẽ là 50. Rồi vậy thì để mình kiểm tra lại cái quay mình của mình coi là mình có 50 không? Nếu không có thì mình sẽ phải chia ra thành 5 tấm. 25 25 25. À mình chỉ có là 20 20 15 40. 15 40 và 25 40. Mình không có 20 20. 20 40 mình không có. Dạ. Đây có 25 100 hoặc là 25 65. Chỉ có 20 thôi. Rồi, ok, mình sẽ xài cái 15 40 này. Mình sẽ chấp nhận là độ dày là 15. Chấp nhận là độ dày là 15. Vậy thì trong cái sketch này nè, mình sẽ sửa lại kích thước của mình là thành 15. Chỗ này thành 15 ha. Thay vì 380 chiều cao thì mình sẽ trở lên một em là 385 chứ không phải là 380. Đó. Rồi, bây giờ quay lại với cái sketch của mình thì ở đây mình sẽ sử dụng tính năng đó là segment để mình chia cái đoạn này ra thành bốn đoạn, bốn cái chấm, bốn cái chấm là năm cái mặt. Đó, năm năm cái tấm. Rồi. Ok. Rồi, sau khi mình chia ra năm cái tấm này rồi. Đó, theo dĩa của mình là mình nối những cái điểm này lại. Rồi, mình sẽ được cái tấm như thế này. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng tính năng của mình. Chích chờ của mình chọn là 15 40. Rồi, sau đó mình sẽ chọn vào cái đường. Rồi. Ở nó sẽ chạy ra một cái mặt dọc như thế này. Thì mình sẽ chọn locate profile. Và mình sẽ chọn là ở góc trên đây để nó bắn lên. Đó, một tấm. Một tấm rồi đúng không? Rồi. Tiếp tục là một cái group nữa, có thể là group hoặc là thêm một miếng nữa ngay đây. Rồi. Ngay vị trí này, ngay vị trí này. Rồi tiếp đến là vị trí ngay đây. Ok, rồi mình đã có 4 5 tấm. 5 tấm nó đều nhau, nó gần bằng nhau hết đó rồi. Rồi ok. Đó thì mình sẽ có 5 tấm gỗ cho cái mặt bàn của mình. Rồi được chưa? Đó. Các bạn có thể vẽ nguyên một tấm nguyên cũng được. Đó, nhưng mà để khi mà sản xuất ra mà nó ok nhất á, thì chúng ta sẽ chia ra nó thành nhỏ như thế này. Thì nó sẽ tiết kiệm được nguyên liệu của các bạn. Thì nó không bị đắt ở chỗ cái giá thành sản xuất. Nó không đắt ở giá thành sản xuất thì khi mà ra thành phẩm thì nó sẽ rẻ. Và cái mặt này á, sau khi mà người ta làm xong á, người ta có thể chét keo, chét bột gỗ vô rồi ta chà nhám lại là nó sẽ dính nguyên một khối giống như là cái mặt giường hoặc là cái mặt dán mặt cái mặt mặt bàn của các bạn nó phẳng rồi đó. Ừ. Thì mặt bàn của các bạn thì nó cũng không phải là nguyên tấm đâu. Nguyên tấm thì nó sẽ không có giá là 1-2 triệu một cái bàn đâu. Đó. Nguyên tấm thì nó mắc hơn, nó cỡ khoảng 5-6 triệu một cái bàn gì đó.
Còn nếu mà giá 1-2 triệu thì tức là nó làm theo kiểu này, nó ghép nhiều tấm lại xong rồi nó chà bọc gỗ lên, nó chét keo lên, nó chà để nó mất đi những cái nét hở này. Rồi ok, sau khi mình có được cái này rồi thì bây giờ mình sẽ làm gì? Rồi mình sẽ xuống dưới đây mình tiếp tục làm như vậy. Tiếp tục xuống dưới cái mặt bàn, mặt ghế dưới đây này mình cũng làm tương tự như vậy. Đó. Hoặc là các bạn sẽ có một cái công cụ, đó là công cụ Move and Copy Body. Move and Copy Body. Các bạn sẽ chọn vào những cái khối mà bạn muốn move và copy đi. Rồi, các bạn sẽ sử dụng tính năng đó là Constraint. Rồi, các bạn sẽ điều mặt nó ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn cái mặt này với lại cái mặt ngoài đây để dời cái này ra. Và ok, là nó là như, tính năng của nó là như vậy. Hoặc là nếu các bạn không chọn tính năng này á thì các bạn sẽ sử dụng tính năng đó là Translate để chúng ta có thể copy được. Cái tính năng hồi nãy mình giới thiệu là nó chỉ có thể di dời đối tượng của bạn đi luôn, nó di dời nguyên cái đối tượng của bạn đi luôn, nó không copy được. Đó. Rồi, cho mình sẽ sử dụng tính năng copy ngay đây để mình translate. Thì mình translate á thì mình sẽ dựa vào theo cái vị trí nè. Đó, translate của nó sẽ dựa theo cái vị trí được cái điểm á, cái đồng mút á. Thì ở đây các bạn sẽ dựa vào cái đồng mút ngay chỗ này chẳng hạn. Đó, bạn đang có đồng mút đó và bạn muốn tiến tới cái đồng mút ngay chỗ này. Đó. Thì nó sẽ copy cho bạn ra một đống y chang như vậy ra ngoài đây. Rồi mình click ok. Đó, thì nó sẽ quy ra nguyên cái đống này cho mình. Nó dễ dàng đúng không? Rất là nhanh, dựng có xíu à. Rồi, như mình nói đó là ở chỗ này là thường nó sẽ có cái ke. Có cái ke gốc. Rồi, thì tùy thuộc vào mình có sử dụng ke gốc hay không. Nếu có thì mình vẽ mấy cái ke tam giác vô. Còn nếu không thì trong trường hợp này là mình chỉ mới lên sơ bộ phác thảo thôi. Để mình tính toán được là nó giá trị gỗ của nó là bao nhiêu, tốn bao nhiêu mét khối gỗ. Rồi những cái ke này thì mình sẽ tự động bù trừ. Thường thì ở trong xưởng nó sẽ có sẵn những cái ke này và nó đã có sẵn cái thông tin về cái ke, là người ta biết được là một cái ke như vậy là nó tốn bao nhiêu khối gỗ. Một chục cái ke là bao nhiêu khối gỗ thì người ta tính được hết rồi. Nên là thường người ta sẽ tính cái phần gỗ này không, xong rồi ta sẽ cộng vô cái phần ke đó. Rồi ta cộng vô những cái giá trị khác nữa để ta ra ra thành phẩm. Rồi, các bạn cứ đừng có quan tâm về tới cái vân gỗ rồi cái chiều vân gỗ ở trên đây. Thật ra cái này là nó hiển thị là do cái vật liệu của mình. Tại cái vật liệu mình để là gỗ. Cho nên là nó sẽ có cái màu của gỗ thôi. Đó, mà trong đây thì trong bia cái mô đồ này của mình á thì mình không có bàn tới cái vân gỗ. Tại thứ nhất á là cái mô đồ này là mình đem đi xuất bản vẽ, và xuất bản vẽ thì nó là màu trắng đen, nó không có màu đó. Và còn nếu lấy cái này để làm sản phẩm mà gửi cho khách đó thì cái này cũng không phải là sản phẩm gửi cho khách. Cái sản phẩm gửi cho khách là cái sản phẩm đã được render, đã được phối cảnh, mà phối cảnh đó thì mình không cần quan tâm tới cái này, sẽ có một phần mềm khác để mình có thể làm được những sản phẩm render đó, những sản phẩm phối cảnh đó, chứ không phải là thằng SolidWorks này. Thằng SolidWorks này chỉ dựng mô đồ rồi xuất bản vẽ ra để làm sản xuất thôi. Còn cái hình nó hiển thị trong phần mềm này nè. Các bạn chỉ có thể chụp cái màn hình đó. Rồi, thì cái sản phẩm này không phải là sản phẩm cuối cùng để mình có thể chụp màn hình để mình gửi khách và bạn nói là à đây là sản phẩm cuối cùng của tôi. Không có được. Cái này chỉ mới là sơ bộ thôi. Để người ta bóc tách ra, người ta hình dung được cái bàn, cái ghế nó như thế nào. Người ta có những cái bản vẽ sơ bộ về cái kết cấu của nó. Rồi sau đó người ta sẽ phối hợp với nhiều phòng ban khác nhau để người ta chốt lại là cái kết cấu này nó ổn chưa. Thường thì một sản phẩm vẽ ra như thế này nó sẽ bị đổi kết cấu 3-4 lần hoặc là 5-6 lần tùy theo ý của khách hàng, tùy theo ý của các sếp cấp trên thì nó sẽ được thay đổi cho tới khi mà ra được bản vẽ cuối cùng. Thì cái mô đồ này nè, cái file 3D này nè mới được chuyển qua một phần mềm khác để đưa vô một không gian nào đó, để đưa vô một cái background nào đó, rồi áp vật liệu vô, áp những cái màu sắc ánh sáng rồi cây cỏ hoa lá hẹ vô để làm cho cái này nó trông thật nhất thì gọi là render. Và cái sản phẩm đó mới là sản phẩm đi chào hàng cho khách hàng chứ không phải cái này. Cái này chỉ nội bộ mình biết thôi. Nội bộ mình biết thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ sale lại. Ví dụ mình sale ở desktop đi. Ra cái phát không đi.
Rồi mình lấy cái bát không này mình đem đi xúc bản vẽ. Mình sẽ dùng cái phông này để mình xúc. Đó, thì xúc bản vẽ thì ở đây cái bản vẽ này mình cũng đã sử dụng template sẵn luôn. Đó, cho là nó sẽ có tên tên đầy đủ, nó tên sẵn, nó có hình chiếu sẵn luôn rồi. Đó, các bạn chỉ vô chỉnh lại thôi. Đó, thì khi đi làm thực tế là các bạn sẽ làm như thế này. Có nghĩa là các bạn sẽ dựng hình, rồi các bạn sẽ tốn một ít thời gian để các bạn làm những cái template mẫu ra để các bạn xúc bản vẽ. Chứ chúng ta không có ngồi mà tốn cái ngày trời để chúng ta ngồi xuất cái hình đâu nha. Tốn ngày trời mà xuất cái hình là mất thời gian lắm. Đó. Thì ở trong đây ví dụ như mình ghi cái bàn này là cái bàn gỗ. Ghi chỉ bàn gỗ thôi. Bàn gỗ test. Rồi, thì mình khi khi mình ghi về bên đây nè. Đó, thì qua bên 2D nó sẽ tự động cập nhật lại cái tên của sản phẩm này, nó sẽ là bàn gỗ test. Và đây là template mình có sẵn với lại khoảng 5 6 cái bản vẽ. Thì cho nên là khi mà mình chuyển qua tên nó thì nó sẽ có tên đầy đủ hết. Rồi nó có tên luôn cả cái kích thước phủ bì của cái sản phẩm này. Đó, thì nó đại khái là như vậy cho các bạn hình dung ha. Rồi, khi mà mình bung nó ra như thế này, mình sẽ diêm nó vô, mình sẽ đưa nó thông số, rồi nhỏ nhỏ như thế này đi. Thì ở cái tờ này á, thì mình sẽ ghi chú cái profile vô là cái mặt bàn này là làm gỗ gì, đó, gỗ này là gỗ gì, chỗ này là gỗ gì, rồi chỗ này là gỗ gì, đó, gỗ gì. Thì mục đích mà mình làm cái quay mình hồi nãy á, là tại vì trong cái quay mình á, thì nó có thể xuất ra được cái này. Còn vẽ flyback bình thường á, thì nó không có xuất được cái kiểu như thế này. Đó. Rồi, mấy cái tấm ở chỗ này thì cái gì đó thì mình sẽ đưa ra. Đó. Rồi. Ok chưa? Đó. Rồi sau đó mình sẽ đưa nó qua cái phần định mức khung. Định mức. Đó, thì mình sẽ nhét hình chiếu vô. Đầu tiên là mình nhét hình chiếu vô. Rồi từ cái hình chiếu đó đó nó sẽ tự động bung ra cho mình những cái bảng bảng kê ha. Rồi mình sẽ sử dụng là view of material, chọn vào cái hình chiếu này, rồi mình click ok thì nó sẽ ra cho mình một cái bảng. Thì trong cái bảng này á, trong cái bảng này nè, thì nó sẽ có cho mình các thông số đó, các thông số. Rồi, hiện tại ở đây là có một số cái quy cách là nó thiếu đi, là do mình cập nhật thông tin chưa đầy đủ. Cái này là cái quy cách cũ, cái này là cái cũ của mình chưa có cập nhật lại. Thì nó sẽ tính cho mình được cái CBM nè, tức là cái mét khối đó. Rồi nó sẽ tính luôn cho mình được cái khối lượng của cái này là cái gì. Đó, đây là một cái bảng nó tự động. Đó, rồi ok, như vậy là với cái video này thì mình sẽ muốn nói với các bạn là gì, đó là khi mà các bạn có được cái kỹ năng vẽ của mình nó ổn rồi thì các bạn sẽ khai triển cái sản phẩm của mình ra một cách nó tự động hoàn toàn. Đó, mục tiêu của mình khi mà dựng hình ra là các bạn phải biết là dựng hình để làm gì. À, tôi dựng hình là để đem ra phối cảnh. Vậy thì tôi chỉ cần đúng tỷ lệ thôi. Tôi chỉ cần ước lượng đúng tỷ lệ thôi, nhìn nó cân đối là được, nhìn nó hợp lý là được, chứ tôi không cần biết cái kết cấu như thế nào. Thì các bạn hơi vẽ đại, vẽ tràn gian đại hải, vẽ sao không được. Hoặc nếu như mà tôi xác định là tôi dùng cái sản phẩm này, tôi dùng cái phần mềm này để tôi thiết kế ra cái sản phẩm này, và nó có khả năng là in 3D hay là có thể đem đi sản xuất được, thì nó là một cái chuyện khác. Nó phải đúng về kết cấu, nó phải đúng về những cái thông số như ở đây đó, như là cái số lượng là bao nhiêu, rồi khối lượng nó là gì, rồi mét khối nó là bao nhiêu. Mình cần có những cái thông số đó thì mình mới sản xuất được. Còn ví dụ như là in 3D hoặc là mình để đơn giản là mình làm ra một cái hình như thế này, sau đó mình đem bỏ màu vô, mình sơn màu, mình cho nó vật liệu vô, rồi mình đem đi mình làm những cái hình ảnh đẹp đẹp, mình Photoshop để cho nó đẹp lên, thì cái đó thì các bạn chỉ cần làm nó đúng tỷ lệ thôi. Làm nó đúng tỷ lệ, nó có tính tương đối về cái chiều cao, chiều rộng, chiều dài của nó là được rồi. Đó, chứ nó không cần tỉ mỉ như thế này. Nó không cần tỉ mỉ như thế này. Ha, được ha. Rồi, hoặc là cái hình như thế này nè. Các bạn sẽ nhìn nhận là cái hình như thế này. Thì các bạn hoàn toàn có thể vẽ bằng Photoshop được. Thiệt. Cái này có thể hoàn toàn vẽ bằng Photoshop được. Đó, hoàn toàn vẽ được. Rồi, được ha. Quan trọng là cái mục đích của các bạn khi các bạn thiết kế ra sản phẩm là để làm gì.
Bây giờ có rất nhiều bạn chạy theo cái việc đó là học phần mềm thôi, nhưng mà các bạn không hiểu, tức là phần mềm thì rất cần, nhưng nếu mà bạn chỉ có kỹ năng phần mềm thôi mà bạn không có kiến thức thì người ta vẫn tính bạn làm 3 4 năm thì người ta vẫn tính bạn như một người mới bắt đầu, tại vì bạn hoàn toàn không thể nào làm độc lập được. Bạn chỉ có thể kiếm được nhiều tiền khi mà bạn có thể độc lập làm việc trong một cái đội nhóm. À, có nghĩa là người ta chỉ cần giao cho bạn, à tôi cần anh làm cái sản phẩm này, là bạn biết làm cái gì, làm từ đầu cho tới cuối, làm cho tới hết nhiệm vụ của mình và không đợi bị ai nhắc nhở, cũng không cần phải hỏi han ai hết. Bạn có thể làm tự mình làm một cách bình thường và cái kết quả bạn ra ai cũng chấp nhận được và không có ai chỉnh sửa gì bạn nữa hết, không có ai nói bạn sai hết. Họ chỉ nói là bạn cái đó có hợp với lại khách của người ta hay không thôi, chứ không có ai nói bạn sai nữa hết, thì lúc đó mới gọi bạn là một người có kỹ năng và kiến thức chuyên sâu, hoặc là gọi là pro đó. Đó, hiểu như vậy ha, chứ không phải là các bạn giờ các bạn mình thấy rất là nhiều bạn bỏ thời gian học phần mềm để dựng những cái khối vô định, thì cái đó rất là tốt, cái đó là để rèn luyện về cái độ nhớ dai của phần mềm cũng như là cái phản xạ của bạn khi các bạn đụng tới một cái hình nào đó. Nhưng mà cái đó dựng thời gian nhiều thì nó không tốt. Các bạn mới làm quen với phần mềm, các bạn tốn 1 tháng nữa các bạn dựng những cái đó là mình thấy quá đủ rồi, không cần tốn thêm nữa. Và các bạn nên đi sâu vào những cái sản phẩm mà mình muốn thực hiện sau này. Ví dụ như bạn đi làm công ty, các bạn muốn vẽ ra được cái máy móc gì đó nhưng mà nó phải thực tế nha. Mình thí dụ như bạn học cơ khí và bạn muốn vẽ những cái cần cẩu rồi đó thì chịu, bên mình không có sản xuất được cần cẩu, mình toàn nhập về để bán không à, cho nên là nó không có sản xuất được phần cẩu. Các bạn có thể chuyển sang những cái dạng khác như là sản xuất những cái máy bên mảng bao bì đóng gói, hoặc những sản phẩm bên chiết rót á, mang tính tự động cao á, thì có thể có một số công ty có dùng những cái phần mềm để tự thiết kế ra rồi tự sản xuất luôn đó, thì có. Còn để mà làm những cái thứ xa xỉ giống như là vẽ ô tô đồ đi chăng nữa thì cái đó là nó sẽ giống như kiểu như là nó sẽ bồi đắp cho cái profile của các bạn một cách nó chỉnh chu hơn, nó đẹp hơn, nó tốt hơn thôi. Chứ ngoài ra là ở thị trường việc làm hiện tại là không có tác dụng, trừ khi bạn ra nước ngoài làm. Và ra nước ngoài thì bạn cũng phải tốn 3 4 năm thì bạn mới mới vào được cái team thiết kế của bên những công ty nước ngoài. Đó. Hay nói thẳng ra là bên nước ngoài họ không chuộng cái bằng Việt Nam lắm và họ không tin tưởng người Việt Nam. Họ luôn thấy ship theo cái mức đó là người Việt Nam luôn ở mức thấp nhất đó, và những cái sinh viên của những cái trường khác ở những cái nước khác qua thì họ luôn đánh giá cao hơn Việt Nam rất là nhiều. Bạn nên hiểu như vậy, cho nên nếu bạn làm trong nước thì các bạn nên loại bỏ những cái tư tưởng là à tôi sẽ thiết kế, tôi học thiết kế máy móc, hoặc học thiết kế sản phẩm ra để tôi vẽ xe máy, xe ô tô, vẽ cần cẩu, cần trục, những cái sản phẩm đồ mang tính thiên hướng đẹp 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 đồ, thì no, nó không có trên Việt Nam đâu. Việt Nam toàn nhập những cái đó về không à. Đó. Rồi các bạn nên đánh vào những cái sản phẩm mà các bạn nghĩ rồi các bạn xem đó là những cái sản phẩm mà nó bình thường á, như là ống đun nước nè, cái ca cái ly nè, đó đó là những sản phẩm nhìn nó rất bình thường nhưng nó sản xuất được số lượng rất là lớn và người ta đều kiếm tiền ra được từ những cái sản phẩm bình thường đó. Thì các bạn nên bắt đầu từ những sản phẩm bình thường đó. Khi bạn vẽ ra một sản phẩm bình thường đó mà bạn không biết là nó có thể có khả năng sản xuất được hay không thì mình đề xuất cho các bạn là nên mua một cái máy in 3D tầm 2 3 triệu gì đó về, các bạn in 3D thử là các bạn biết liền. À, in 3D thử là mọi chuyện đều sẽ giải quyết và các bạn sẽ nâng cao được cái kỹ năng thiết kế của mình lên. Ok ha. Rồi, chúc các bạn thành công nha.